Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau. Thì hôm nay là chiều chủ nhật rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ cố gắng làm thêm một số các cái phần nhỏ của cái phần product ad này. Thì trong cái video này thì ngắn thôi, thì mình sẽ làm cái chỗ phần mô tả sản phẩm này. Thì các bạn thấy là cái mô tả sản phẩm ấy thì chúng ta phải tích hợp cái CK Editor vào đấy. Thì cái CK Editor là cái gì ấy thì các bạn có thể tham khảo cái web là cái source code của mình đã làm ở cái chỗ cái dự án lập công ty này này. Đây các bạn đi vào trang admin. Đây các bạn vào chỗ product end. Chỗ product end đâu rồi nhỉ? Đây các bạn thấy không? Tức là khi chúng ta tích hợp cái CK Editor vào ấy, thì nó sẽ có các cái công cụ để chúng ta chỉnh sửa cái văn bản. Đặc biệt là khi chúng ta làm các cái web về cái tin tức ấy thì nó rất là quan trọng đúng không? Thì trong cái trình cái CK Editor này thì nó có các cái tính năng cũng khá là hay đấy. Thì các bạn làm các bạn có các cái gắn các cái thẻ H1 này, H2 này, cái này rất là quan trọng trong cái chuẩn SEO đúng không? Đấy, cái này comment này. Cái này là nó đấy sẽ có các cái ấy cho mình để mình nói chung là mình tùy biến cái văn bản nó sẽ rất là chuẩn SEO và nhìn nó cũng rất là chuyên nghiệp đúng không? Cái vai trò của thằng CK Editor thì mình thấy đa phần đấy các cái website bây giờ thì hầu như là nó cũng trùng cái CK Editor này nhiều đúng chưa? Đấy, đôi khi chúng ta chèn ảnh vào này. Đây chúng ta xóa đi, đây chúng ta chèn ảnh đúng không? Chèn ảnh thì chúng ta có cái này, cái này chèn ảnh thì chúng ta phải dùng CK Finder đấy. Rồi ok thì chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn. Thì chúng ta tắt cái này đi. Chúng ta chỉ cần đây thì chúng ta biết là chúng ta sẽ làm cái gì sắp tới thôi đúng không? Rồi ok chúng ta sẽ tắt cái này đi. Thì bây giờ để cài cái CK Editor ấy, thì các bạn lên lên Google này, các bạn search cái CK Editor đây, CK Editor này, được chưa? Sau khi search CK Editor thì các bạn vào trong CK Editor 4 này. Thì nó có CK Editor 5 rồi nhưng mà mình trước thì mình cứ dùng 4 thôi, còn cái 5 cái khi trước mình dùng thì mình thấy nó đang trong quá trình hoàn thiện thì không biết giờ nó đã hoàn thiện chưa. Còn đấy thì mình cứ dùng CK Editor 4 cho nó chuẩn, bởi vì hiện nay mình thấy cũng nhiều người vẫn đang dùng CK Editor 4, nó rất là ok mà đúng không? Thì nếu như các bạn muốn dùng CK Editor 5 thì các bạn tải CK Editor 5 thôi đúng không? Rồi thì vào trong cái CK Editor 5 Editor 4 này ấy, thì các bạn mình xem nào. Cái demo này vào trong CK Editor 4 này thì các bạn có thể xem demo này, các cái trực tiếp ở đây luôn để chúng ta xem các cái tính năng của cái CK Editor, ví dụ như là các bạn chỉnh đây đây các cái ví dụ như các bạn bôi đậm này, đây nó giống như cái word của mình thôi đúng không? Đó, bôi đậm này rồi in nghiêng này đấy, rồi là ở cái dạng dạng ấy này, dạng dạng danh sách này. Đó, đây đó, các bạn đánh đây nó là dạng danh sách thôi đúng không? Đấy, nó cũng giống như buộc thôi đấy. Rồi ví dụ các bạn muốn comment cái chuyện, các bạn muốn muốn comment cái chỗ này lại ấy, thì các bạn ấn đây này, đấy nó là comment. Các bạn thấy các cái trang giao diện blog hoặc các cái trang hiện tại thì nó người ta cũng hay có cái kiểu này này, thì là nó là chính là cái này đây. Đó, các bạn thấy không? Đấy, nếu bạn comment cái khúc này lại đây, các bạn chỉ cần ấn hai cái dấu nháy hoặc này thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi ví dụ như ở đây là các bạn đây cũng dạng lead nhưng đây là dạng số này, được chưa? Nó giống như buộc thôi. Đây là style này. Đấy. Rồi còn gì nữa đây, ví dụ các bạn gắn cho nó các cái thẻ H đúng không? Ví dụ cái văn bản của mình để mà chuẩn SEO thì các cái thẻ H rất là quan trọng, ví dụ cái tiêu đề này này thì nó là phải H mấy, nó là phải là H1 này. Thì bạn đây các bạn chỉnh là H1 này đúng không? Sau cái H1 thì nó sẽ có các cái tiêu đề H2, H3 đấy, thì tức mình phải gắn H2, H3 vào thì nó mới chuẩn SEO được. Đấy, là chúng ta chỉnh cái thẻ, chúng ta cài cái thẻ H. Đấy, rồi là đây chúng ta chèn cái ảnh vào này, đúng không? Chúng ta chèn cái ảnh trên máy của chúng ta vào, trong ảnh chúng ta có máy. Thì cái này chúng ta phải dùng CK Finder, thì cái này chúng ta phải dùng thêm một bước nữa. Còn khi nếu các bạn chỉ cài CK Editor xong thì các bạn sẽ không upload được ảnh. Đây các bạn chọn ảnh này đúng không? Rồi các bạn chọn kích cỡ cho ảnh này, như đây là mình chọn 400 chẳng hạn đúng không? Ok đấy, là cái ảnh nó insert vào đây này, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Rồi còn đây có mấy cái tính năng đây như là tính năng kẻ bảng này đúng không? Đây có tính năng kẻ bảng này. Thì các bạn
cứ lên đây và các bạn sẽ thao tác trên này thì các bạn sẽ tìm hiểu thôi, đúng không? Đấy, như các cái tệp bảng có 3 dòng 2 cột thì các bạn ok này, đây. Nó sẽ có kẻ bảng cho các bạn đây. Thì các bạn đánh các cái nội dung trong bảng ở đây, đúng không? Rất là tiện. Đấy. Đây cái gì nhỉ? Insert media, cái này hình như là insert video à? Để mình cũng chưa xem. Đây này, cái này chắc là insert video à? Đấy, cái này chắc in embed, tức là chắc là mình sẽ cài cái link, tức là của cái một cái link của một cái video, cái link YouTube gì đấy các bạn kè để cái ấy vào đây. Cái link vào đây ấy, thì nó sẽ hiện lên. Đấy, mình nghĩ thế đúng không? Cái này các bạn có thể tự tìm hiểu được mà, đúng không? Cái này thì không có vấn đề gì, cái này thì các bạn cho to ra để các bạn chỉnh thôi. Rồi. Hình như đây nó có các cái hình như đây nó có các cái icon này. Đây đây nó có hình như các icon này. Đây như các cái icon này, đó, icon này đúng không? Đấy thì nói chung là khi chúng ta dùng cái CK Editor trình duyệt ấy, thì các bạn sẽ có rất nhiều cái tùy biến các cái công cụ để các bạn làm cho cái bài viết của bạn. Thứ nhất là nó đẹp mắt đúng không? Nó gây cái sự thích thú và cho người đọc. Và thứ hai là nó chuẩn SEO, chúng ta sẽ chuẩn SEO. Đấy. Rồi chúng ta sẽ tùy biến được thì cái này mình đây là cái đấy có nó có cái link này, nếu chúng ta muốn gán cái link này, cái anchor link này, chúng ta muốn gán cái link vào thì chúng ta ấn đây thôi. Đây mình chưa có URL đúng không? Chúng ta lấy cái URL này chúng ta bỏ ở đây này. Đấy, ok đây thì nhấp vào đây là nó sẽ là cái link được chưa? Rồi còn gì nữa không nhỉ? Mình nói qua thôi đúng không? Đây là cái gì đây? Không biết đúng không? Này các bạn nghiên cứu sau. Rồi ok thì nó thế thôi. Còn ví dụ các bạn đây hình như là cái nó ở cái dạng document editor này thì nó sẽ thế này này đúng không? Rồi inline editor này, ở đây nó có các cái phiên bản khác thôi thì các bạn nên các bạn nghiên cứu đúng không? Thì cái vai trò ở đây nó rất là quan trọng. Rồi thì bây giờ để muốn cài đặt cái này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Thì chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ cùng nhau làm đúng không? Rồi đây để cài thì các bạn vào đây này, các bạn trước tiên là các bạn download về cho mình chưa, chúng ta ấn download này. Rồi CK Edit 4 này thì đây nó có rất là nhiều phiên bản này. Basic này, Standard này, Full này, Customize. Thì các bạn chọn một là Standard, hai là Full thôi. Thì theo mình thì nếu như chúng ta không 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 dùng nhiều, chúng ta không cần dùng nhiều ấy, cái bài viết của chúng ta đơn giản ấy, thì chúng ta chỉ cần dùng cái Standard này thôi. Bởi vì hình như ở đây nó Full thì nó có vẻ nó sẽ hơi nặng hơn đúng không? Thì nó sẽ làm cho cái web của chúng ta nặng hơn, thì chúng ta dùng cái standard này là ok rồi. Thì vào đây thì chúng ta download thôi đúng không? Chúng ta download cái nào, cái phiên bản này về, chúng ta để vào màn hình này. Rồi sau khi chúng ta tải về rồi ấy thì chúng ta extract nó ra, chúng ta giải nén nó ra, extract file này. Rồi chúng ta vào, chúng ta copy cái folder này, sau khi giải nén chúng ta copy folder này. Đây, chúng ta đi vào, chúng ta có cái folder CK Editor này này. Đây, chúng ta vào cái CK Editor như này, từ Deadcode thì chúng ta vào CK Editor 4.6.1 này, chúng ta vào CK này, chúng ta có cái CK Editor này, chúng ta bỏ vào trong cái folder làm việc của chúng ta đúng không? Chúng ta vào Sam này. Thì hiện nay mình đang làm việc ở trên chỗ cái EVHTML đúng không? Thì chúng ta bỏ vào trong cái admin này cho mình được chưa? Có vào đây. Rồi sau khi chúng ta copy vào ấy, thì chúng ta bật cái Visual Code của chúng ta lên. Rồi chúng ta bật Visual Code, chúng ta mở cái file làm việc của chúng ta này. Open file đúng không? Đây, chúng ta bật cái file EVHTML này. Bật đúng không? Ra đây nhỉ. File này. Open folder đúng không? EVHTML. Đây, chúng ta bật đây. Đây chính là cái file EVHTML chúng ta đang làm đây đúng không? Rồi, chúng ta vẫn đang làm cái phát cái file HTML này. Thì bây giờ ở đây các bạn vào trong admin thì các bạn đã thấy là nó có một cái folder CK editor trong này rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn link cái file script ra cho ngoài này. Chúng ta bật các bạn vào cái file header của chúng ta này. Header PHP này.
được chưa? Chúng ta link ra đây, chúng ta link đây thế này đúng không? Rồi chúng ta đầu tiên nó sẽ là CK editor này đúng không? Folder chúng ta là CK editor mà đúng không? Ừ, không đúng rồi. CK editor đúng không? Coi admin chúng ta đang file admin đúng không? CK editor rồi đây chúng ta sẽ vào cái file ckeditor.js này, chúng ta sẽ link cái file JavaScript của cái file ckeditor vào đúng không? Đến cái header này này. Thì các bạn thấy là cái header là cái phần chúng ta đã include rồi đúng không? Thì cái trang nào thì nó cũng sẽ có cái CK này thôi. Đúng không? Bởi vì những file product end này này thì chúng ta đã include cái header rồi đúng không? Thì chúng ta chỉ cần để vào cái file header thì cái product end nó cũng sẽ có thôi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta quay lại product end này. Sau khi chúng ta đã include này rồi, chúng ta đã gọi là đây là thao tác gì nhỉ? Và là chúng ta đã link link cái file JavaScript vào đây rồi đúng không? Thì chúng ta quay lại cái trang bên kia xem nó hướng dẫn chúng ta làm cái gì tiếp. Thì để xem hướng dẫn ấy, thì các bạn vào chỗ cái documentation này này. Ủa, không phải vào documentation đúng nhỉ? Vào CK thì vào đây gọi là CK từ này. Đây các bạn vào cái chỗ mà house start này. Professor này các bạn vào chỗ cái basic này đi. Đây là quick start guide đây, chúng ta sẽ vào đây chúng ta xem nó cái cách chúng ta được đây này, cái bài quick start guide này này. Bạn thấy chưa? Thì trong này nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta này đây. Thứ nhất là phần download này, các phiên bản này. Đấy, xuống dưới này đây nó sẽ có cái câu lệnh để chúng ta, nó sẽ có một cái lệnh và một cái class để chúng ta kích hoạt gọi là cái plugin CKter lên đúng không? Thì ở đây này các bạn để ý này. Thì đây cái thẻ text area là ta có rồi đúng không? Thì các bạn có cái câu lệnh strip này đúng chưa? Các bạn qua đây, các bạn qua bên product add này, này. Bạn để ở dưới này cho mình này. Để phía dưới này chưa? Rồi ok. Bây giờ đây bây giờ chúng ta quay lại này, chúng ta xem này, tức là cái text ra này nó sẽ có một cái ID là editor đúng không? Các bạn copy ID editor. Các bạn quay lại cái chỗ cái text area của mình ở đâu? Đây text area đây đúng không? Đây có ID đây chúng ta bỏ vào đây. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta thử quay lại chúng ta xem nó đã thay đổi gì chưa đúng không? Rồi, chúng ta quay chúng ta thay cái ID đây rồi đúng không? Chúng ta copy cái câu lệnh đây rồi. Strip đây rồi. Chúng ta đã link cái file JS CKeditor JS vào trong cái header rồi. Có ba cái động tác mà chúng ta đã làm rồi đúng không? Rồi chúng ta có ba cái động tác chúng ta đã làm rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại chúng ta xem nó đã được chưa, chúng ta refresh lại. Vậy các bạn thấy chưa? Thì cái file CK editor của chúng ta đã link vào trong cái text area rồi qua bốn bước. Qua bốn bước. Đúng không? Đây. Thì cái thứ nhất là chúng ta đã tải cái CK editor 4 về đúng chưa? Cho nó tôi giải nghén, chúng ta bỏ cái folder CK editor vào trong cái folder làm việc của chúng ta đúng không? Trong cái phần htdoc ấy. Sau khi bỏ rồi thì chúng ta link cái file CK editor JS vào cái phần header đúng không? Bởi vì cái header chúng ta đã include hết tất cả các cái file, thì chúng ta chỉ cần link vào trên cái file header thôi thì các cái file khác nó sẽ có đúng không, nó sẽ nhận được. Sau khi link rồi thì chúng ta có thêm hai cái động tác nữa, đó là chúng ta tắt cái này đi. Đấy, hai cái động tác nữa đó là chúng ta thêm cái ID là editor 1 ở đây và chúng ta thêm một câu lệnh strip ở đây là ok đúng không? Ok. Thì các bạn thấy cái editor 1 này là nó sẽ trùng với cái editor
1 này đúng không? Là cái câu lệnh đấy. Ví dụ các bạn đây editor 2 thì chúng ta thử xem nó có được không. Nó không được đúng không? Mà các bạn phải đổi đây là thành editor 2. Xem có được không? Là được liền đúng không? Chúng ta thế qua đó chúng ta thấy được là vì sao đây là tức là cái edit cái bản chất của cái plugin này ấy, là nó sẽ xử lý trên cái ID của cái thẻ đấy, tức là nó sẽ nhận diện cái thẻ của chúng ta và nó sẽ xử lý. Ví dụ như cái text area của chúng ta ID là editor 2 thì chúng ta phải trong cái lệnh script chúng ta phải gọi là cái editor 2 thì chúng ta nó mới xử lý được. Tôi hình dung như vậy đúng không? Rồi đây chúng ta cứ để một đi cho nó giống, cho nó đơn giản được chưa. Rồi vậy thì là chúng ta vừa cài xong cái CK Editor rồi đúng không, qua một số bước nó rất là đơn giản, rất là nhanh, bốn bước, có bốn bước là chúng ta đã có một cái trình duyệt để chúng ta xử lý rồi đúng không, cũng rất là ok đúng không. Đấy. Đấy, chúng ta thử một vài cái thôi đúng không. Rồi đây nó sẽ có một cái xuồng này rất là quan trọng này. Cái này chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta tùy biến cho các cái thẻ bên trong này nó sẽ thêm đẹp hơn đúng không. Những cái này thì đó là chúng ta khi chúng ta post bài hoặc là chúng ta sau này chúng ta xử lý chúng ta tối ưu thì chúng ta sẽ làm sao, thì cái vai trò của cái xuồng này rất là quan trọng. Đấy. Cái xuồng này nó sẽ cho chúng ta biết là cái bố cục và các cái thẻ trong cái bài viết của chúng ta nó đang là như thế nào, và các bạn có thể gắn cho nó các cái ID ở trong này. Các bạn có thể gắn nó các cái ID ở trong này thì từ cái ID đó thì các bạn sẽ CSS cho nó. Đấy, cái này thì mình sẽ nói sau ở trong cái phần sau của cái chuỗi video này. Rồi chúng ta tắt đi. Đấy thì vậy là chúng ta đã bây giờ chúng ta đã cài được rồi đúng không? Chúng ta thử bật VM Express lên hoặc là bật VM Express lên đi. Chúng ta copy thêm cái này vào, copy này vào. Đây. Đấy, đúng như vậy đúng không? Đây, thì chúng ta có thể thử xem một vài cái tính năng luôn đi đúng không? Đấy, các bạn thử luôn đúng không? Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chúng ta sẽ cài CK Finder. Thì CK Finder nó có tác dụng là nó như kiểu là nó để chúng ta tải, upload cái ảnh lên. Thì nó sẽ giúp mình upload cái ảnh lên trên cái server của mình, đúng không? Thì đây, chúng ta muốn upload ảnh lên thì bây giờ ở đây các bạn thấy không thể upload được, đúng không? Cái này ví dụ như các bạn copy nguyên cái ảnh bên này thì được này, ví dụ như các bạn copy cái nguyên cái ảnh bên này. Đây, chúng ta copy thì copy email address à? Đây, các bạn qua đây. À, các bạn qua bên này, các bạn bỏ ở đây, mình như bỏ đây thì này. Ok, đấy, các bạn dùng cái link ảnh thì các bạn copy được đúng không, chứ còn các bạn không thể tải được cái ảnh từ máy lên. Đấy, cho nên nếu các bạn copy bài viết từ các cái trang web khác các bạn copy vào đây thì cái ảnh nó vẫn nhận, nó vẫn ok, nhưng mà nếu mà các bạn up ảnh từ cái máy lên thì nó sẽ không được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải ảnh lên. Thì tải ảnh lên thì nó cũng dễ thôi đúng không, hiện nay là chúng ta ấn đây thì chúng ta chưa thấy cái đường dẫn ảnh đây. Nếu các bạn cài thì các bạn sẽ không thấy có cái browser ở đây đúng không, để chúng ta link cái ảnh lên. Thì để làm thì các bạn qua đây, các bạn search cho mình cái CK Editor thôi đúng không, CK Finder này. Đấy. CK Finder xong thì các bạn vào download. Rồi download thì đây nó có PHP này, ASP.NET, Java, thì các bạn tải cái PHP này này đúng không? Cái PHP này các bạn ấn download zip package gì này, package gì đây. Rồi về qua tải về desktop đúng không? Rồi sau khi tải về desktop thì các bạn mở folder nó lên, các bạn giải nén nó. Rồi các bạn không chưa? Rồi giải nó này, giải nén xong thì các bạn copy cái CK Finder này đúng không? Copy các bạn vào lại ở trong cái file làm việc của chúng ta này, vào SAM này, htdoc này, ev.html đúng không? Rồi vào cái admin
Mời các bạn bắt vào đây. Rồi sau khi các bạn pass thì các bạn tắt đi, các bạn ra chỗ cái file của chúng ta này, các bạn sẽ thấy nó ở trên này rồi đúng không? Đây CK Finder đây rồi này đúng không? Rồi giống như là cũng giống như cái CK Editor thôi, các bạn cũng link cái file JS vào. Thì đây các bạn quay lại cái file header cho mình. Header đây đúng không? Rồi chúng ta xuống là chúng ta link cái file JS vào. Đây là CK file the. Rồi, link cái file CKFDJS này vào chưa? Rồi sau khi link thì các bạn thử quay lại xem nó có khác biệt gì không? Quay lại đây, chúng ta xem chúng ta đã có cái này chưa, đúng không? Rồi. Đây các bạn thấy nó chưa có khác biệt gì cả, đúng không? Khi chúng ta link cái CK Finder vào thì chúng ta cũng chưa có cái khác biệt gì cả. Rồi, ok, chúng ta sẽ làm tiếp đúng không? Mình muốn như thế để các bạn hình dung được là cái cách làm thôi. Đấy, chúng ta sẽ chưa thấy cái gì cả rồi, chúng ta sẽ vào cái CK Finder đâu rồi. Đây. Rồi vào CK trong cái CK Finder này các bạn vào cái chỗ CK Editor Integration này này. Integration này giống như kiểu nó gọi là như kiểu nó gì nhỉ? Nó kết hợp với nhau ấy, hiểu như thế. Rồi vào Integration này đúng không? Chúng ta vào xuống cái chỗ CK Editor 4 này. Rồi chúng ta copy cái dòng này đây này. Để integrate CK Finder với CK Editor này, bạn phải pass một vài cái gọi là cái câu lệnh này này vào trong cái CK editor đúng không? Mình hiểu nó là như vậy đúng không? Thì chúng ta copy cái phần này thôi. Nếu như các bạn tải CK editor 5 thì các bạn lại làm như kiểu trên này. Nhưng mà mình tải cái phiên bản CK editor 4 thì chúng ta tải cái này thôi. Các bạn copy cái này được chưa? Sau khi copy xong thì các bạn quay lại bên chỗ product end này này. Chỗ giữa câu lệnh này. Các bạn thay cho cái này đi. Đây. Các bạn xóa cái này, xóa cái cũ đi, các bạn đây đổi thành một này. Rồi chúng ta Ctrl S lại, rồi chúng ta quay lại chúng ta xem nó có gì khác biệt chưa đúng không? Chúng ta xem có gì khác biệt chưa. Đây chúng ta quay lại đây. Chúng ta refresh nó lại. Rồi chúng ta vào đây. Đấy, nó có khác biệt rồi đúng không? Là nó sẽ có cái browser rồi. Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta thử ấn vào browser server coi. Nó bảo là cái kết nối này, localhost này nó đang bị trục trặc này, not found in this server. Thì các bạn quay ra đúng không? Các bạn sửa cho mình. Đây cái chỗ đường dẫn này này, các bạn xóa cái dấu gạch này đi. Các bạn xóa hai cái dấu gạch này đi là được, đúng không? Xóa hai cái dấu gạch đi, các bạn Ctrl S nó lại. Rồi chúng ta lại refresh lại để chúng ta xem nó có cái gì khác biệt chưa đúng không? Rồi chúng ta ra. Ok, được chưa? Là nó lại thay đổi một chút rồi đúng không? Sau khi nó thay đổi một chút thì các bạn xem cái câu này nó bảo là cái browser này nó không thể vào được bởi vì một cái lý do được bị được bảo vệ đúng không? Thì mình cứ hiểu là cái CK Finder nó đang không cho mình vào. Nó không cho mình vào cái server hay sao? Mình cứ hiểu như thế thì bây giờ các bạn sửa giúp mình thôi, không có vấn đề gì cả. Bây giờ các bạn bật cái file. Bật cái file các bạn lên lên đây chỗ CK Finder này này đúng không? Các bạn mở cái file config PHP trong cái folder CK Finder này lên đúng không? Đây. Các bạn kéo xuống cái chỗ config authentication đây này, cái này nó như kiểu nó là một cái quyền đấy. Nó một cái quyền đấy. Thì cái return này các bạn đổi thành true cho mình. Rồi, các bạn đổi thành true. Và các bạn quay lại đây, các bạn xem nó có còn báo như thế nữa không? Rồi, nó không còn báo nữa đúng không? Là bây giờ chúng ta chỉ việc ướp ảnh lên thôi đúng không? Đây chúng ta thử ướp một cái ảnh này. Đây, đây là các cái video mình làm đây. Đấy, mình thấy cũng làm được rất là nhiều video rồi đây. Phần back end của chúng ta là hình như đến video thứ 9 rồi. Đó. Đây, ví dụ như mình thử có cái ảnh này đi. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Là giờ chúng ta đã tải được ảnh lên rồi đó. Đó. Chúng ta đã chèn được vào bài viết rồi này. Đây, chúng ta cho nó nhỏ lại này. Đấy, bạn thấy chưa? Đó, thấy chưa? Ảnh chúng ta chèn bài viết rồi. Đấy, vậy là chỉ có một vài bước đơn giản thôi là chúng ta đã có một cái công cụ để chúng ta soạn thảo văn bản, chúng ta chèn ảnh vào đúng không? Nó rất là đơn giản. Rồi, xem còn gì nữa nào.
Thì cái video này thì mục đích của mình chỉ cài cái này thôi. Còn gì nữa không? Đây thì ví dụ các bạn có thắc mắc là cái ảnh của mình thế thì nó đang nằm ở đâu đúng không? Thế ví dụ như vừa rồi mình tải cái ảnh này này thì nó nằm ở đâu? Đấy, giống như kiểu cái video trước ấy, là chúng ta post cái bài viết à post cái ảnh sản phẩm lên ấy, thì nó nằm ở trong cái folder upload đúng không? Nó tạo nằm trong cái folder upload như thế này này. Đó, các bạn thấy không? Đây là các cái ảnh chúng ta post insert vào thì nó nằm ở đây. Thế thì cái ảnh mà chúng ta upload lên cái server này thì nó nằm ở đâu? Đấy thì các bạn tiền thể các bạn đang ở trên cái config PHP này, các bạn kéo xuống cho mình ở cái chỗ nào nhỉ? Đây này, chỗ cái base URL này này. Đây, thì các bạn thấy đây chính là cái đường dẫn của cái folder nó chứa cái ảnh đó, thì nó sẽ nằm ở ngoài cái trang cái folder admin này luôn. Đây, các bạn có thể bật ra này và có thể các bạn open folder này. Đây nó đây, cái chính là cái này đây. Đây, cái phải ảnh nó nằm ở trong này. Các bạn không tin thì các bạn có thể mở ra, các bạn sẽ thấy đây C đúng không? Sam này, htdoc này. Đây, cái ảnh của chúng ta vừa 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 upload nó nằm ở đây này, nó nằm ở bên bên ngoài cái folder admin luôn, tức là nó sẽ vẫn nằm trên cái server của chúng ta nhưng nó nằm ngoài cái admin đúng không? Coi như là nó độc lập với cái folder admin. Còn nếu các bạn muốn đưa cái folder này vào trong thì nó cũng dễ thôi đúng không? Thì các bạn chỉnh ở đây, ví dụ các bạn chỉnh ở đây là các bạn sẽ chỉnh ở đây là nó sẽ là vào admin này. Đấy, à nó sẽ vào cái EB HTML đúng không? Nó sẽ vào EB này. EB có phải những cái folder chúng ta phải là EB.HTML viết hoa viết thường ấy. Đây EB.HTML viết thường. Đây viết thường thôi. EB.HTML này. EB dài đúng không? Dài đi. HTML chưa? Rồi sao nó cứ bảo lỗi thế nhỉ? Folder EVHTML EVHTML rồi vào admin đúng không? Rồi vào upload. Đấy. Thì nếu chúng ta đánh cái đường dẫn này ấy, thì chúng ta sẽ hiểu là nếu chúng ta upload ảnh lên thì nó sẽ nằm trong cái upload này. Nó sẽ đi từ ngoài server này, nó sẽ đi vào cái folder EVHTML này, vào cái folder admin này, nó đến cái folder upload của mình này. Đây, các bạn sẽ thử xem này, bạn thử xem nhé. Rồi chúng ta thử upload lại cái ảnh này, chúng ta đây nó mới rồi đấy, là chứng tỏ là nó ok rồi đó, thay đổi cái folder chứa rồi. Đây chúng ta ấn upload này, rồi chúng ta đổi cái ảnh khác đi. Đây chúng ta có thể đổi cái ảnh này đi đúng không? Rồi chúng ta bật cái file lên xem nó có nằm đây, các bạn vào cái upload này, đây các bạn thấy chưa, trong cái upload này nó có cái ck folder đây này đó, ck folder này. Đây cái ảnh của mình nó nằm đây, nó nằm trong cái file này. Ừ, không biết sao nó không hiện. Đây các bạn có thể ra ngoài các bạn kiểm tra lại xem đây. Sam này, Atdoc, ck folder này các bạn xóa đi, vào EVHTML này, admin này, upload này, ck folder này. Ừ, sao nó lại nó đang báo lỗi á, nó đang báo lỗi này. Thì mình sẽ kiểm tra lại xem nó lại đang tại sao nó đang báo lỗi đây này. Upload đúng rồi đúng không? Upload ở đây là sao? Nó báo lỗi à? Mình không thấy là nó đang có vấn đề đấy. Rồi cái này thì chắc là cũng không cần thiết đâu. Đấy là ý là mình các bạn ví dụ mình cho vào admin xem nào. Ví dụ mình cho vào cái admin. Cho vào cái admin này. Ừ.
Rồi. Chúng ta vào cái admin này nó có thấy không? Thấy nhỉ, chúng ta không thấy đúng không? Thì cái này chúng ta thử confirm lại xem. Chúng ta thử xóa nó lại để chúng ta thử lại lần nữa xem nào. Cái này nó cũng không quan trọng đâu, nhưng ý là mình muốn làm cho các bạn hiểu được là cái đường dẫn nó nằm ở đâu thôi, đúng không? Cái folder ảnh của chúng ta nó nằm ở đâu thôi. Rồi chúng ta cũng không thấy cái này xóa đi cho nó ở đây. Rồi chúng ta không thấy, có thể chúng ta sẽ Ctrl S lại đây đi. Đây khả năng chúng mình đang làm sai ở chỗ nào đó đúng không? Đâu rồi nhỉ? Sẽ ra folder chúng ta đâu rồi nhỉ? Cái chỗ đừng ra đây này. Con Z ở đây. Thôi thì nói chung cái chỗ đấy thì tạm thời chúng ta sẽ nghiên cứu sau, đúng không? Thì mình nghĩ thế đây, đây thì nó sẽ là cái đường dẫn này. Nhưng mà tại sao nó đây? Vì chúng ta thay đổi thì nó cũng đã có một cái đường dẫn ở trong upload này rồi. Nhưng mà mình đang không hiểu tại sao lại cái ảnh này nó lại bị lỗi hay sao, hay là nó phải như thế đúng không? Thì mình chưa chưa hình dung được. Thì mình nghĩ là nó không thể như thế này được, đúng không? Nó phải là ấy được, nó phải 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 ok được, đúng không? Thì như mình thử lại xem những CK đây, chúng ta sẽ đổi thành admin. Admin xong đó thì đây mình sẽ đổi thành à không. Đây sẽ là EVHTML đúng không? Thử lần cuối cũng được thì chúng ta sẽ dừng ở đây. EVHTML đúng không? Rồi chúng ta vào đây tiếp là admin. Rồi admin xong đó chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ tạo cho nó một cái file img đi. Img đi được chưa? Rồi chúng ta Ctrl S lại, chúng ta thử lại lần nữa xem nào. Vậy chúng ta thử lại lần nữa đúng không? Thêm sản phẩm này. Và chọn sản phẩm mà chèn vào. Đây. Loát này. Đây này đi. Rồi, chúng ta insert vào đây cho nó 400. Rồi, chúng ta thử quay lại xem nó đã. Cái ảnh này sau khi chúng ta upload lên thì nó đã có trong server chưa đúng không? Đây, cứ vào admin. Rồi đang đặt bên đây nó có img đây này, đây các bạn thấy không, chúng ta tạo ra được một cái, chúng ta vào img html này, admin này, chúng ta tạo một cái folder img này để chúng ta thấy ck folder đây đúng không, đây ảnh có đây này đó, bạn thấy chưa, đúng rồi đó. Thì đây là ok rồi. Thế thì nếu như lần sau các bạn up ảnh lên thì nó sẽ nằm ở trong cái folder img này, bạn hình dung chưa? Rồi chúng ta thử lần nữa này, chúng ta thử xem nó có có thêm ảnh ở trong cái phần img này đúng không? Nghĩa là chúng ta chia này, upload, đây các bạn xóa cái ck folder này đi. Chúng ta xóa đi. Xóa đâu nhỉ? Đây, delete này này. Đây, chúng ta xóa này đi. Rồi thì chúng ta sẽ chia ra là những cái ảnh mà chúng ta, những cái ảnh mà chúng ta insert trực tiếp, tức là đấy thì nó sẽ nằm ở trong cái upload này. Còn những cái ảnh mà trên bài viết ấy, mà upload từ máy lên ấy, đúng không? Thì là nó nằm trong cái CK, trong cái IMG này. Đây chúng ta thử làm một cái ảnh nữa này. Đây chúng ta insert thêm một cái ảnh nữa đúng không? Upload này. Ảnh này đi, chưa? Rồi. Chúng ta quay lại bên này này. Chúng ta bật ra lên đi. Đây này, đây các bạn thấy chưa? Đây, cái ảnh chúng ta mới làm này, đấy cho nó lại vào trong ngay rồi. Đấy, vậy là chúng ta đã xử lý được là một cái upload là nó sẽ chứa trong này,
đúng chưa, trong cái file email của mình đúng không? Rồi cái này thì vẫn nhỏ thôi nhưng mà nó cũng làm chúng ta mất thời gian nhỉ. Tắt đi, tắt. Rồi chúng ta xem. Mấy phút rồi. Rồi 35 phút rồi là quá cái thời gian chúng ta quy định rồi đúng không? Rồi ok, thì tổng kết lại thì là video này hôm nay ấy là chúng ta đã làm thêm được một cái phần nhỏ nữa của cái phần insert sản phẩm, đó là chúng ta cài đặt cái CK editor cho cái mô tả sản phẩm đúng không? Và trong cái CK editor thì chúng ta cũng đã tích hợp được cái CK Finder để chúng ta upload các cái ảnh lên đó, được chưa? Thì hai cái việc này cũng khá là quan trọng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần nội dung bài viết của các bạn đúng không? Nó có chúng ta tùy biến được cái nội dung này, thứ nhất nó đẹp, nó thu hút người dùng, người đọc, rồi thứ hai là chuẩn SEO này, rồi thứ ba là đây cái xuồng này này. Thì sau này khi các bạn làm mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tùy biến bằng cái xuồng này, nó rất là ok để tạo cái sự khác biệt giữa bạn và các cái bài viết của bạn và bài viết của những người khác, của những cái web khác, được chưa? Rồi ok, cái video này thì mình nghĩ đến đây thôi. Nếu các bạn thấy hữu ích thì đăng ký kênh, like, share. Còn các bạn có thể comment để lại ý kiến của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.